Đây là câu chuyện có thật và hậu quả của việc mua giấy tai nè các bạn. Em có vấn đề rất là buồn mà không biết cầu cứu ai nên đành làm phiền anh. Chuyện là em rất khó khăn vào năm 2017. Em có được một người chỉ mua căn nhà lá nằm trên đất ruộng, là xây nhà trên đất nông nghiệp nè các bạn, bằng giấy tai ở Hưng Long Bình Chánh, được xây dựng vào năm 2014 và em mua ở vào 2017. Cho đến nay diện tích 4m dài 13m không đủ diện tích tách thửa nè các bạn. Em không biết vì một lý do nào đó mà em bị buộc tháo dỡ. Nhà em đã cố gắng tích góp vay mượn để mua một căn nhà lá để ở, nhưng vào năm nay em bị buộc tháo dỡ nhà. Em bây giờ đang buôn bán vỉa hè, kinh tế gặp nhiều khó khăn và phải nuôi con nhỏ đang đi học, nuôi thêm hai người già nữa, nên em không còn đủ khả năng để thuê nhà ở nữa. Nên em đành phải làm phiền đến anh, mong anh thông cảm giúp. Làm cách nào để xin được ở lại, không bị tháo dỡ nhà nữa, được không vậy anh? Mong anh cho những lời khuyên. Tức là bạn này nói thẳng ra là không có nhiều tiền, nhưng bạn muốn an cư lập nghiệp bằng cách mua một căn nhà giấy tai để bạn có chỗ ở. Nhưng cuối cùng rõ ràng là chúng ta thấy cái căn nhà này nó không phải là cách để an cư lập nghiệp, vì nó bị cưỡng chế tháo dỡ bất cứ lúc nào. Thì trường hợp này mình cũng có nói bạn, em làm đơn cứu xét lên địa phương, trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình. Hy vọng địa phương thuận tình chăm trước cho em ở thêm được vài năm, và chỉ có cách như vậy thôi chứ em sai là hoàn toàn. Các bạn biết tại sao mình phải làm như thế không? Tại vì mình sai từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Mà bây giờ mình sai như thế là mình phải chơi chiêu năn nỉ. Không chơi chiêu năn nỉ là người ta tới người ta đập thiệt.